Xin chào các bạn. Hôm nay ra vườn thấy mấy trái bầu các bạn ơi, nó lớn quá rồi. Này là bầu cục mà nó lớn rồi. Dạ, hôm nay mình ra mình thu hoạch nó ha, hái nó. Để nó lớn quá, ăn không ngon. Với lại mình muốn hái sớm một chút, khi mình đem vô nhà nó còn lớn nữa đó thì còn ăn được. Khi mình để mình hái nó vừa ăn, khi mình đem vô nhà á thì nó bị già đi, nó sẽ mất ngon ha. Ok, mấy cái trái bầu này là mình hái không? Mấy trái bầu ngắn ngắn ở trong mình cũng hái luôn không? Chắc mình hái hai trái này với lại hai trái đó ha. Ừ, còn cái trái này thì nó hơi dài, lọ dài nè. Lọ dài chứ để... nó còn nhỏ lắm các bạn. Cái này trái bữa mình hái cái này nó dài tới 1m2 lận. Cho nên mình để nó lại. Bây giờ thì tiên các bạn hái cái này trước nha. Ok, hái đi. Ồ, cái trái này nó mau lớn ghê các bạn. Mới có một tuần qua hổm mình quay cho các bạn xem đó. Mà nó mập vậy nè. Ồ, tao thích luôn. Tào lù. Cái này thì còn hơi nhỏ xíu nhưng mà chắc mình hái luôn đi ha. Ngon. Mà mấy cái trái loại ngắn này đó nó các bạn, hôm nay không có thấy nó ra nụ nữa, chắc hết rồi. Chắc okay. Nó ây da. Chắc nó hết trái rồi đó các bạn ơi. Mấy trái su su nó lủng lẳng ra đã. Nè, bắt đầu thì hết bầu xong mình sẽ thu hoạch tới trái su á các bạn. Nè, bắt đầu nó ra trái. Mà đặc biệt á su khi nào mà lạnh á thì nó ra trái rất là nhiều và rất là ngon nha các bạn. Chứ lúc mà trời nóng á, thì nó vẫn nó ra trái nhưng mà nó không có lớn nha, nó vẫn hư như thường à. Mình coi cái nào nó dướng để mình kéo nó xuống luôn em. Nhưng mà sợ nó hư không nè, coi nè các bạn. Nó bự bự chút á mình bữa kéo. Bữa hổm á mình cũng kéo mấy trái đó đó, cho nên nó hơi trời trời xíu, nó cong cong á. Nè, mình kéo nó xuống nè ha. Nè các bạn, mình hái luôn trái này hả? Hái luôn đi, mấy trái này. Trái này vẫn còn. Cái này loại bầu dừa dừa các bạn, không dài lắm mà cũng không cục ha. Cái nãy cục. Cái này là trái dừa, còn trái này của mình á là trái dài ha, có ba loại. Ba loại. Trái dừa. Năm mình kiếm loại bầu hồ lô trồng chơi nó đẹp ha. Trái dừa là trái trái này hình như chắc cái bầu dừa Việt Nam á không? Phải không? Cái này là bầu Việt Nam hả? Hay là bầu ngắn Việt Nam, không biết. Không biết, ở Việt Nam mình nhớ là giống ngắn mà nó mọc thô lô à. Ba trái. Chắc mình hái thêm trái này nữa luôn anh à. Hình như bên kia, trái kia hái luôn á. Trái bí hả? Trái bí là trái bầu. Trái bầu nào? Mình thấy vẫn còn ngắn mà. Bốn trái bầu bữa nay. Chắc mình hái mớ. Nặng quá. Bỏ trong đất luôn đi. Mình hái một mớ cà chua bữa nay. Đây nè. Cái da của nó vẫn còn cái chất nhờn á. Mình cảm nó còn nhờn á. Các bạn ơi, trái quá chừng luôn nè. Trái này hái được chưa? Hả? Cho nó nhỏ xuống. Cho nó thòng xuống các bạn nè. Quá trời nụ luôn nè các bạn ơi. Thấy không? Đó, đây nữa nè. Nhóc luôn. Mấy cái đó nó thòng thòng này, còn con trái trên này nè. Trên cái cây này, ở trong này nè. Đây hả? Trên ô mé kế bên tay. Này cho nó qua bên này nè. Cái này chắc còn nhỏ hay chưa hay được. Cái này còn nhỏ lắm, cái này bữa hổm nó cũng nằm ở trên đó. Em mới kéo nó xuống khoảng mấy ngày nay mà nó lớn vậy đó. Cho nên nó hơi trầy xí. Rất là nhiều các bạn. Cái này hái được chưa vậy? Đây con trái su nó dưới này nè, mình kéo xuống. Trái su này hái được chưa? Hay để làm giống? Để bự chút nó đi. Để làm giống đi ha. Đặc biệt á các bạn, trái su này đó, khi mình để già đó, xong rồi cái mình gói trong cái giấy báo, cái mình để ở ngoài chỗ nào tối á, xong cái tới mùa hè cái nó lên đọt, mình vô chậu là mình trồng luôn rồi các bạn. Rất là dễ ha. Nên chắc hôm nay mình để làm giống cái đó đi ha. Mình thấy không mớ cà chua ở đây nè. Hôm nay trái bự nhiều, hên quá. Hôm nay hên quá cà chua bự không các bạn. Cà chua nhỏ nó
nó mình hái bơ hổm nhiều quá nó xanh á, hôm nay nó không còn lắm nhiều lắm chứ. Cà phê anh nấu cà chua này dài dài không, ăn rất là ngon. Mà hôm nay là hên là trái bự nó chín nhiều, còn cái cây nhỏ nó ít. Tại vì hôm nay hai đứa nhỏ nó không có chịu đi đi hái cà chua, bữa nay nó nói lạnh quá nó không đi, cho nên nó không có ai giúp mình hết. Chỉ có một mình thôi, hái này ra nó chế mấy trái lớn này không nó nhanh các bạn ơi. Các bạn không thấy không, trời là mưa cái bắt đầu cuối mùa hè bắt đầu mưa cái bắt đầu nó lạnh rất là mau, mạnh lắm, xuống nhanh lắm, mà cây của mình nó cũng xuống rất là nhanh cho nên là phải tranh thủ quá các bạn ơi, trồng phải tranh thủ cái thời tiết á. Đây nè, coi nè, các bạn đã không, cái này nó cũng gặp chín rồi ha. Hái luôn đi, hái luôn không mình hái mình đem vô nhà cái nó chín rồi các bạn. Hai cái đó luôn. Xanh quá ha. Nè. Lủng lẳng lủng lẳng. Thấy thương không? Nè. Trời ơi, mình hái luôn. Tại vì mình hái, mình không hái đó. Hái luôn cái cùi nữa. Hả? Ta hái đã. Không hư đâu. Cà này nó lâu hư ghê lắm. Mình hái đợt trước á. Hai cái độ khoảng gần tháng mà còn tươi trong mà ngon dễ sợ luôn nha. Chỉ có cái trà này thì nó mau hư hơn các bạn. Cà này thì mau hư hơn. Cà chua của mình thì loại lớn này nè, nó rất là lâu hư ha. Nè, ngon dễ sợ luôn. Ghẹo qua của mình. Được một cái. Hôm nay nó bò lên tới vàng rồi nè. Nó rất là nhiều bông các bạn mà nó cái trái nó. Trái không? Đúng. Nè. Ô, trái ổ qua đầu tiên. Cái này ăn chắc được nguyên gia đình. Rồi các bạn. Cái này nhồi thịt ăn ngon lắm. Không đủ gia đình nhét cái răng nữa. Ê, qua bên kia mình còn trái bí á. Nó cái hồng hồng luôn đi ha. Wow, coi nè các bạn. Mấy trái su su quá trời luôn nè. Quá trời bông luôn. Quá trời bông luôn, bảo đảm mai mốt nhiều lắm á. Lạnh lạnh này nè. Các bạn thấy không? Này mùa mà nó hơi lạnh lạnh xuống như mát mát này, nó ra rất là nhiều. Dạ. Yeah. Nè, nụ nụ thấy ham ghê luôn không? Biết mình hái ít hành luôn á, hành hôm nay nó mập hồ lồ luôn. Oh, nó bự quá chừng nè. Hành là hành voi á các bạn. Nó thành voi rồi. Mấy cái lá mà nó có, cũng thơm. Cũng thơm, cũng ngon các bạn. Nhưng mà đều nó không có, giống như nó hơi mập quá, bự quá rồi. Thì nói chung cũng không có bằng cái hành mà mình mua loại non ngoài chợ hay này. Thì nó hơi già hơn xí. Mình kệ đi, có còn hơn không ha. Cắt luôn chút mình hớt. Dạ, mớ hành ha. Trong chắc mình cắt chứ bí. Nè, bỏ cái luôn đi. Rồi đây cắt chứ bí này đi. Đây được nhiều trái bí lắm. Nè các bạn, bữa mình cho các bạn thử xem. Cái này thì còn hơi nhỏ nè. Ở dưới đây có một trái nữa nè. Không, cũng hơi nhỏ thôi. Hơi nhỏ, mình hái cái trái trên này. Trên này nó trốn trên này nè các bạn. Hôm nay mình để ý mình thấy nó rồi. Hôm nay bữa nay mình hái nó ha. Bữa nay mình hái trái đó. Này lặng bạn không thấy là nó già luôn á, phải vậy. Ơi à, cứng vậy. Để mình sợ cắt con cái dây của nó. Dạ. Yeah. À cũng bự ghê luôn nè. Ha. Mà lông không các bạn ơi. Này nhìn non quá. Còn trái nào nữa không để nó. Còn trái nào thôi. Có trái này hái được không vậy? Có trái đây ở trên này, ở mấy trên đó nó bò phủ kín hết rồi các bạn. Nè coi nè, đây đâu đây các bạn. Mấy trái này nó nhỏ như vậy không, là để chừng thứ bảy này hái được này. Thứ bảy hay thứ tư cũng được. Chắc thứ tư quá, thứ bảy này mình phải mình đi chơi rồi. Sao hái tới giờ đây luôn không? Hái luôn đi. Nè, được như đây rồi. Đó. Mình lại hái trái dưa leo luôn các bạn ơi.
còn trái cuối cùng của năm nay ha. Và cái lạng hôm nay bắt đầu nó phát rồi, hôm nay lạng nó phát. Các bạn thấy cái cải tài sệ này nó đang nó mới vừa phát lên chút thôi không? Nhưng mà mưa này thì nó nhanh lắm. Chắc chừng ít hai bữa. Tuần nữa là nó bự. Hai tuần nữa thì bự rồi, nhưng mà ít bữa nữa mình thấy nó phát xanh xanh lên. Cải cải trắng hơn rồi cải xà lách. Nè, còn trái dưa cuối cùng rồi bạn ơi. Này, để coi coi. Nè, trái dưa cuối cùng của năm nay. Còn mấy cái còn nụ trái nữa cả. Còn mấy cái nụ nhỏ nữa. Các bạn, còn trái cuối cùng của năm nay ha. Còn mấy cái nụ này nè. Nó đẹp đẹp quá. Dây nó ba cái chết rồi các bạn. Rồi. Cắt luôn cái gốc nó đi để bữa nó héo xong rồi. Để nó đi kèm đi. Mình cắt gốc cho nó chết đi. Nè, còn mấy trái đều đẹp chắc để ra là hái luôn. Hay là ngắt gốc luôn. Còn hai dây bí ở đây thì chắc mình để có trái không ha. Năm sau mình sẽ sửa cái vàng lại ha các bạn. Để trồng cho nó chạy ra ngoài, nó không có tại bị mất cái không gian của mình nhiều quá. Nó không bị che nắng nha, mình trồng ở đây nó không bị che nắng không. Dạ, yeah, hôm nay thu hoạch của mình đây. Xong chưa? Còn xong nữa không? Đủ rồi. Wow, có nhiều quá. Ok. Ở đây chừng 3-4 ngày là hái một lần rồi các bạn. Dạ. Đây là cái thu hoạch của mình bữa nay ha các bạn. Được coi như là hai trái bầu ngắn, hai trái bầu hơi dừa dừa, một ít cà chua, một trái bí và một trái dưa leo cuối cùng của năm nay ha. Wow. Cũng còn rất là dài, rất là ngon. Này, mình hái bầu này nó hơi non mà giữ một chút ha. Dạ, để mình muốn kiếp nó trong cái tủ lạnh, giữ trong tủ lạnh nó lâu mà nó vẫn còn non á. Tại vì khi mình để trong tủ lạnh thì nó bớt lớn đi, bớt già đi nhưng mà nó vẫn phải già các bạn, cho nên mình hái non chút xíu. Mình rút kinh nghiệm lần trước ha. Ok. Dạ, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn các bạn nhiều hơn. Chào bye các bạn.